Mến chào quý vị khán giả đến với kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay, các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính thưa quý vị khán giả, nhiều con đường bị ngập lụt trong khi mực nước của vài con sông địa phương đã dâng cao ở khu vực đông bắc của tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cuối tuần qua. Tỉnh này đã khởi động phản ứng khẩn cấp chống lũ lụt. Hãng tin Tân Hoa Xã dẫn thông tin từ chính quyền tỉnh Tứ Xuyên cho biết, mưa lớn đã ảnh hưởng tới hơn 120.000 người ở tỉnh Tây Nam này của Trung Quốc và buộc sơ tán khẩn cấp hơn 8.000 người. Nhiều địa phương ở khu vực đông bắc của Tứ Xuyên, gồm các thành phố Ba Trung, Nam Sung và Đạt Châu đã hứng mưa lớn từ 8 giờ sáng qua tới 8 giờ sáng hôm nay. Nhiều con đường tại những nơi này bị ngập lụt, trong khi mực nước của vài con sông địa phương đã dâng cao trên mức cảnh báo, theo cơ quan thủy lợi tỉnh Tứ Xuyên. Cơ quan này cho biết một trạm quan sát ở huyện Danh Sơn thuộc thành phố Nam Sung đã ghi nhận lượng mưa tới 464,8mm trong 24 giờ. Hiện công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai. Căn cứ vào tình hình mưa lớn, cơ quan chỉ huy chống lũ lụt và hạn hán tỉnh Tứ Xuyên đã quyết định khởi động phản ứng khẩn cấp chống lũ cấp 4 trên thang 4 cấp, với cấp 1 cao nhất lúc này 17 giờ ngày hôm nay. Hôm nay, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát cảnh báo mưa lớn mức màu vàng trên thang 4 màu từ thấp đến cao, xanh, vàng, cam, đỏ với các khu vực ở Tây Nam nước này, kêu gọi thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Họ dự báo từ 14 giờ chiều ngày hôm nay tới 14 giờ chiều ngày mai, mưa lớn có thể diễn ra ở nhiều nơi của tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh, tỉnh Quý Châu và tỉnh Vân Nam. Một số khu vực có thể hứng lượng mưa 230mm. Chính quyền tỉnh Hà Nam cho biết đến nay đã có hơn 300 người thiệt mạng và còn nhiều người mất tích trong đợt mưa lũ kinh hoàng hồi tháng 7 vừa qua. Trong đó, phần lớn nạn nhân ở thành phố Trịnh Châu, nơi hứng trận mưa ngàn năm có một, ít nhất 585.000 người đã di tản tránh lũ, trong khi chính quyền giúp di tản hơn 1 triệu người. Mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp vượt 22m so với giới hạn an toàn. Thưa quý vị, theo Reuters đưa tin, vào sáng ngày hôm qua, mực nước hồ chứa đập Tam Hiệp đạt 167,6m, tăng hơn 4m so với ngày hôm thứ Năm và vượt 22m so với mức cảnh báo an toàn. Theo thiết kế, mực nước tối đa của hồ chứa đập Tam Hiệp là 175m. Hôm thứ Năm, các nhà chức trách đã tăng tốc độ xả nước lên mức kỷ lục 50.800 m³/giây để cố gắng hạ thấp mực nước và có thể phải tăng lượng xả một lần nữa để tránh khả năng gây ra một đợt nước tràn bờ nguy hiểm. Trung Quốc sẽ làm mọi cách để ngăn khả năng nước tràn khỏi đập. Nước tràn đập là tình huống tồi tệ nhất vì nó gây ra thiệt hại đáng kể và có thể dẫn đến vỡ đập. Giáo sư Desri Toulouse của Đại học bang Oregon, người nghiên cứu dự án Tam Hiệp cho hay, lượng mưa ở lưu vực sông Dương Tử đã cao gấp đôi so với mức trung bình theo mùa trong năm nay. Theo thống kê, vào tuần trước, lũ lụt Trung Quốc gây thiệt hại gần 27 tỷ đô la Mỹ và ảnh hưởng đến 65 triệu người. Dự án Tam Hiệp hoàn thành được thiết kế không chỉ tạo ra điện mà còn chế ngự sông Dương Tử hung hãn, nguyên nhân gây ra nhiều trận lũ lụt kinh hoàng trong suốt lịch sử Trung Quốc. Theo số liệu thống kê của chính phủ Trung Quốc, các đập thủy điện lớn của Trung Quốc đã tích trữ hơn 100 tỷ mét khối nước lũ trong năm nay và bảo vệ cho cuộc sống của 19,5 triệu người dân. Riêng dự án Tam Hiệp đã cắt giảm 34% lượng nước lũ ở hạ lưu. Tuy nhiên, những người phản đối cho rằng khả năng kiểm soát lũ của đập Tam Hiệp còn hạn chế và nó thậm chí có thể khiến vấn đề trở nên tồi tệ hơn trong dài hạn. Sạt lở đất ở Trung Quốc, 38 người thiệt mạng. Kính thưa quý vị khán giả, tính đến trưa nay, số nạn nhân thiệt mạng trong vụ sạt lở đất tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc đã lên đến 38 người và vẫn còn 13 người mất tích, theo AFP đưa tin. Theo cơ quan cứu hộ khẩn cấp tỉnh Quý Châu, Tây Nam Trung Quốc, đến sáng nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 59 người, trong đó có 15 người bị thương được đưa đi bệnh viện điều trị. Trước đó, Tân Hoa Xã cho biết vụ sạt lở đất kinh hoàng nói trên đã xảy ra vào tối hôm qua theo giờ địa phương và gây ảnh hưởng nặng nề tới một ngôi làng ở huyện Thủy Thành, thành phố Lục Bàn Thủy, tỉnh Quý Châu. Vụ sạt lở khiến 22 ngôi nhà bị chôn vùi, nhật báo People của Trung Quốc đưa tin. Theo AFP cho biết, hiện các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiến hành tìm kiếm những người mất tích bị chôn vùi trong đống đổ nát. Tân Hoa Xã cho biết, chính phủ Trung Quốc đã quyết định chi 30 triệu nhân dân tệ cho các hoạt động tìm kiếm cứu hộ, cũng như trợ giúp việc di rời các gia đình nạn nhân. Lở đất là mối nguy hiểm thường xuyên ở các vùng nông thôn và miền núi của Trung Quốc, đặc biệt là sau những trận mưa lớn và lũ lụt nghiêm trọng trong năm nay. Trước đó, ít nhất 30 người đã thiệt mạng trong hai vụ sạt lở đất cũng tại tỉnh Quý Châu.
Hồng Kông run rẩy trước bão số 6. Quý vị thân mến, theo South China Morning Post, lúc 9 giờ 40 phút sáng nay theo giờ địa phương, chính quyền đặc khu Hồng Kông đã ban bố cảnh báo cấp độ 10, cấp độ cao nhất khi siêu bão số 6 chuẩn bị đổ bộ vào khu vực này. Toàn bộ Hồng Kông đang đứng trước nguy cơ bị tê liệt do mưa lớn gây ra lũ lụt trên diện rộng, ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của những người dân nơi đây. Được biết, bão số 6 chỉ còn cách Hồng Kông 145 km về phía đông nam và đang di chuyển với tốc độ hơn 30 km/h, với sức gió lên đến 180 km/h. Tuy bão số 6 đã giảm cấp độ, nhưng đối với Hồng Kông thì nó vẫn có khả năng là cơn bão mạnh nhất từng đổ bộ vào khu vực này trong vòng 64 năm qua. Theo thông tin mới nhận được từ South China Morning Post, tại Hồng Kông đã bắt đầu có mưa lớn và gió giật mạnh, khiến nhiều cây xanh trong thành phố bị bật gốc, hơn 900 chuyến bay đã phải hoãn lại hoặc bị hủy. Dự báo cơn bão số 6 có thể gây ra những đợt sóng cao từ 4 đến 14 mét tại Hồng Kông. Do đó, chính quyền địa phương đã phát cảnh báo đối với người dân và yêu cầu các cơ sở kinh doanh, cửa hàng và giao thông ngừng hoạt động trong thời gian bão số 6 đổ bộ. Theo chuyên gia cấp cao Lee Suk Min tại Đài Thiên văn Hồng Kông HKO, dự kiến cơn bão số 6 sẽ còn gây ra nhiều thiệt hại hơn so với cơn bão Hato cấp 10 hồi năm 2017. Rạng sáng ngày thứ Bảy vừa qua, bão số 6 đã đổ bộ Philippines gây ra mưa lớn và lũ quét, khiến ít nhất 45 người thiệt mạng. Theo số liệu mới nhất của South China Morning Post, trong đó có cả phụ nữ và trẻ nhỏ, Macau, người láng giềng của Hồng Kông, cũng đã đưa ra cảnh báo cấp 9 vào lúc 9 giờ sáng nay theo giờ địa phương, đồng thời yêu cầu các cơ sở kinh doanh và khu giải trí đóng cửa từ 11 giờ ngày thứ Bảy. Khi bắt đầu có cảnh báo về bão số 6, dự báo cơn bão này sẽ đổ bộ tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào đêm nay và ảnh hưởng các khu vực lân cận như miền Bắc Việt Nam trước khi tiếp tục di chuyển về hướng Tây. Thưa quý vị, bão Mangkhut đang gây thiệt hại nghiêm trọng ở Hồng Kông và Macau khi làm nhiều bức tường đổ sập, quật tung các giàn giáo được dựng bằng tre, làm vỡ kính cửa sổ và gây ngập lụt nhiều nơi. Tờ South China Morning Post đưa tin tổ chức quan sát Hồng Kông ban hành tín hiệu bão số 10, mức cảnh báo bão cao nhất vào lúc 9 giờ 40 phút ngày hôm qua theo giờ địa phương. Đến 10 giờ 55 phút, đài quan sát nâng mức cảnh báo mưa bão từ màu hổ phách lên màu đỏ, mức cao thứ hai. Tại các khu vực ven biển như Heng Pha Tren ở phía đông đảo Hồng Kông và Tai O ở phía tây đảo Lan Tô, mưa lớn và gió mạnh khiến những con sóng dâng cao ít nhất 3 mét. Theo đài quan sát, sóng có thể lên tới 3,5 mét hoặc hơn ở vịnh Victoria vào buổi chiều. Một số đoạn clip lan truyền trên mạng cho thấy gió mạnh đến mức khiến một tòa nhà dân cư nghiêng ngả hoặc làm đèn chùm ở tầng thứ 47 rung lắc. Cảnh sát Hồng Kông cho biết một căn nhà cũ trên đường Tai Tok Tui còn bị thổi tung một phần mái và tường vào khoảng 10 giờ sáng. Tại Phèn Phang Chuẩn, nước lũ dâng lên rất nhanh và ngập đến eo chỉ trong vòng 1 giờ. Tại Hung Hom, hàng chục cửa sổ của các tòa nhà văn phòng đều đã bị phá vỡ và khiến giấy tờ bay khắp nơi. Cơ quan giao thông vận tải Hồng Kông thông báo có ít nhất 7 con đường khắp thành phố đang bị ngưng lưu thông vì cây đổ. Tại làng Khao Wa Lê ở Tuen Mun, mực nước lũ có thể dâng đến eo vào chiều nay vì ngôi làng nằm cạnh một con sông. Những năm trước đây, nước cũng dâng đến eo. Trước đó, trận lũ tồi tệ đến mức nước tràn luôn vào nhà tôi và làm hư máy giặt lẫn tủ lạnh, ông Wong Fun Yu, một dân làng 76 tuổi kể lại. Các quan chức địa phương đã khuyến khích người dân sơ tán, nhưng ông Wong cho biết không có ai rời đi. Tôi đã sống ở đây suốt 53 năm, đây là nhà tôi và tôi sẽ không đi. Lũ trẻ có thể sợ hãi, nhưng tôi đã sống đủ lâu để chứng kiến mọi thứ, ông Wong nói. Tình hình tương tự cũng diễn ra ở ngôi làng láng giềng Loan Onstan khi nhiều dân làng từ chối sơ tán. Chúng tôi được khuyên rời đi và đến nhà tạm trú của chính quyền, nhưng tôi nghĩ là chẳng có ai sơ tán đâu. Tôi không sợ, cụ ông 80 tuổi Wong Wan Chung tuyên bố. Tại Macau, nơi bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão Hato vào năm 2017, hầu hết các cư dân đều tránh ra đường, nhưng một số nhóm nhỏ du khách vẫn đổ ra đường bất chấp mưa gió. Thưa quý vị, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc CCTV hôm qua cho biết sau khi đổ bộ tỉnh Quảng Đông, miền Nam Trung Quốc, bão số 6 đã khiến ít nhất 22 người thiệt mạng và hơn 2,4 triệu người phải sơ tán. Cũng theo CCTV, khoảng 15 người bị thương tại Macau. Đài quan sát Hồng Kông cảnh báo mọi người tránh xa cảng Victoria do nước sông dâng cao. Hơn 2,4 triệu người đã được sơ tán ở tỉnh Quảng Đông vào tối hôm qua theo giờ địa phương. Truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời trạm khí tượng tỉnh Quảng Đông nói rằng gần 50.000 tàu đánh cá đã được lệnh quay trở lại cảng.
Tân Hoa Xã đưa tin các kệ hàng tại siêu thị ở thành phố Quảng Châu gần như trống rỗng vì người dân tích trữ nhu yếu phẩm chống bão. Bão số 6 đổ bộ tỉnh Quảng Đông kèm mưa lớn xối xả và gió với vận tốc 162 km/h. Bão ập vào thành phố Đài Sơn lúc 17 giờ ngày hôm qua. Nhà chức trách miền Nam Trung Quốc đã sơ tán hàng trăm ngàn người, tạm ngưng dịch vụ đường sắt cao tốc và đóng cửa trường học. Trung tâm khí tượng quốc gia cho biết miền Nam Trung Quốc sẽ bị mưa lớn và gió mạnh đe dọa nghiêm trọng, đồng thời kêu gọi giới chức địa phương chuẩn bị cho thảm họa có thể xảy ra. Trước đó, bão số 6 đổ bộ Hồng Kông sau khi tàn phá Philippines, giết chết 84 người và làm 33 người bị thương, 55 người khác mất tích. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ, xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại! Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!